Nào, trình bày nốt cho nó nghe, cho nó phê pha đi đã. Có hiểu gì không ạ? Mọi người có thấy dễ hiểu không ạ? Không hiểu gì cứ hỏi nhé. Đây. Thầy, ví Ơi. dụ như mà mình chạy lượt tương tác đúng không? Thì khi mà họ đã lít vô, em không cần biết là tương tác là gì, ví dụ như mà nó có lượt like, lượt xem đi. Thì khi mà mình post một cái bài mới không chạy quảng cáo cái bài đó thì khách hàng có thấy được cái bài của mình đăng không? Như nào, chỉ nói lại thầy nghe nào. À, em nói là ví dụ như mình đang chạy cái lượt tương tác cho cái bài viết của mình, thì những cái người mà đã vô tương tác với cái bài quảng cáo của mình á, thì khi mà mình post một cái bài khác lên, họ có thấy được cái bài đăng của mình không, một cái sản phẩm của mình không? Không 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 chắc, không chắc. Tỷ lệ tiếp cận tự nhiên cho từ fanpage sang Facebook cá nhân giờ rất là thấp, rất rất là thấp. Không chắc. Nó cũng hơi khó. Chỉ có cách là em chăm lại tin nhắn, em chăm lại tin nhắn, sau đó từ tin nhắn đấy em chuyển sang em kết bạn trên Facebook cá nhân, xong em nhốt vào nhóm, tức là chạy lòng vòng rất nhiều thứ. Tại vì cái vấn đề của em á, đang cần cái lượt theo dõi cái fanpage hoặc là cái theo dõi cái trang cá nhân. Bây giờ đối với cái fanpage mà muốn 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 có tăng lượt lượt theo dõi thì đấy, đầu tiên là mình phải đầu tư vào bài vở, thứ hai là mình phải đổ vào quảng Thì đó, ý em nói là khi mà mình đã quảng cáo mình chạy cái nó một thời gian á, tại vì em nghĩ là chạy mà để ra đơn là giống như là một cái chuyện bây giờ nó xa vời quá. không Em không chạy để mà nó có cái lượt tương tác với lại cái fanpage, để khi mà mình đăng một bài lên họ sẽ thấy, hoặc là khi mà mình livestream họ sẽ thấy. Chứ em đừng không. đừng 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 chọn tư duy đó, đừng chọn tư duy đó nha, đừng chọn tư duy đó. Bởi vì em muốn có lượt tương tác tự nhiên và tiếp cận tự nhiên từ fanpage sang Facebook cá nhân là điều đấy là không đúng chính sách, không khôn ngoan. Tại vì Facebook nó gần như là hiện nay em thấy đấy, em thấy trên Facebook cá nhân của em có nhìn thấy fanpage của những người nào khác không? Rất ít, rất ít. Đúng không? Hiểu ý mình không? Bởi vậy bây giờ mỗi lần em đăng bài á, là em đăng bên fanpage và em phải chia sẻ về pha về 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 Facebook cá nhân, để cho khi mà họ cái bài chia sẻ về họ vẫn bình luận bên Facebook cá nhân, nhưng mà họ sẽ nhìn liên tục cái trang fanpage của em. Em không đăng bài trên fanpage nữa, trên Facebook cá nhân nữa, mà em đăng trên fanpage rồi em phải share ngược lại trang cá nhân, để cho những bạn bè, những khách hàng á, họ thấy được cái trang đó. Và khi mà mai mốt em để mà, có nghĩa là mình làm cái đường dẫn để sau này mình like nó dễ hơn á thầy. Em đang thấy nó khó, nó khó tương tác ở cái vấn đề đó. Có nghĩa là bạn bè khách hàng thì ở bên Facebook thôi, trước giờ thì người ta chỉ biết Facebook thôi, người ta đâu có biết mình có cái best cá nhân, cái fanpage đâu. Thì bây giờ Facebook hiện tại là nó quá mất tương tác, và khi đăng lên thì họ không thấy, nhưng mà đăng trên fanpage mà để xem ngược lại á thì họ sẽ làm quen dần với lại cái trang đó. Cũng không 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 Thầy cũng thấy có không khả thi không? cũng khả thi, nhưng mà cái nỗ lực đấy nó không đáng kể, nỗ lực đấy nó không đáng kể. Và em nên có tư duy là Facebook cá nhân em đang bán tốt em cứ bán, Facebook cá nhân em đang bán tốt em cứ like, còn fanpage em tiếp tục đầu tư cho nó và nó lại là một kênh kéo riêng Thầy và ơi, không. bây giờ Facebook cá nhân like á là nó chia sẻ nhiều quá, nó cấm like, cho nên em không dám like trên cá nhân, trang cá nhân luôn. Thì lại chia sẻ ít thôi. Nhiên trong một buổi like ai mà chẳng muốn chia sẻ nhiều thầy. Đi lên dần dần, đi lên dần dần, tại vì em vào phát em độc độc lập, em vào phát lên thì là nó sẽ cấm là đúng rồi. Thế thôi, cứ chuyển sang pet đi, cứ chuyển sang pet đi. Pet like thì nó có nhiều thuận lợi hơn. Dạ, nhưng mà best like là phải, nếu mà vậy phải chia sẻ lại ngược trang cá nhân để mời người vô chia sẻ. Thì hôm nào trình bày cho chiến lược live stream luôn nhé, buổi buổi Dạ.
nào đấy trình bày cho chiến lược Em là quan trọng cái đó đó. livestream. Thầy ơi, Mai cho lại em gửi. hỏi một tí ạ. Tài khoản quảng cáo của em thì phải gì chờ mấy hôm nữa thì mới bắt đầu làm được ý, vì mới áp thẻ thì thầy cho em hỏi là ví dụ như là em cài ngân sách 1 triệu, và Facebook nó báo là cái lượt tương tác dự kiến sẽ thu được là 10.000 chẳng hạn, trong đó là sẽ gồm like cộng comment cộng với tin nhắn đúng không ạ? Thế thì nếu như mà em không có một tin tin nhắn và bình luận nào mà chỉ có lượt like thì nó cứ đến cái ngưỡng khoảng độ 10.000 like đấy thì nó sẽ trừ hết tiền ạ? Đúng. Đúng. Cái thứ Ăn hai là đúng. ví dụ như có một người nào đó mà người ta vào họ nhắn tin cho em nhưng mà tại cái lượt nhắn đầu tiên thì họ sẽ không mua hàng. Đến băng một thời gian sau mà họ lại nhắn tin ngược lại tiếp cho em thì là lúc đấy em có mất tiền lần hai không? À, nếu mà họ tự vào thì họ nhắn thì không mất tiền nhá. Họ tự vào, họ nhớ ra, họ tự vào thì không mất tiền, nhưng mà họ lại thông qua một quảng cáo khác của em thì lại 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 là Thế thì cái đấy mình sẽ không thể phân biệt được là họ đang tự vào hay là họ đang thông qua một quảng cáo khác nhỉ? chịu không phân biệt được. Còn nếu như một khách hàng mà người ta vừa bình luận ở trong cái bài viết đó và họ vừa nhắn tin riêng cho em thì nó sẽ được tính đấy là hai tương tác độc lập với nhau đúng không ạ? Nó bấm like dạo 10 cái em được mất mất 10 cái luôn. Vâng. Và như thế là nhiều tương tác đấy. Xây hoạch này, các bước thực hiện này, đấy. Có mục tiêu rõ ràng, ok này, tối hóa này. Đây, ví dụ như là họ chạy lên một số những cái ảnh chụp. Đấy, ví dụ như nhượng quyền không đồng trà sữa đúng không? Đấy. Nhượng quyền đấy, mọi người thấy đấy, 3.000 bình luận rất là tốt, xả kho. Đệm, đệm là cái sản phẩm cũng rất là khó bán mà chạy. Bây giờ 90% khách mua đệm là đều mua online hết, 90% luôn. Mình có bạn học viên chạy một tháng khoảng 200 triệu thì bán được doanh số khoảng 2 tỷ tiền đệm, mà đệm thì lợi nhuận nó cũng cao, chiết khấu nó cũng phải được tầm 45%. Sau khi mình chạy quảng cáo xong thì mình sẽ thấy là trong chiến dịch nó sẽ có cái phần là phân tích quảng cáo đây nhá. Đây chính là cái phần mà mọi người đang thắc mắc ấy. Nghĩa và mọi người hiểu sai, đặc biệt là nghĩa đấy là gì, mọi người nhìn nhá, là với 1.700.000 tôi đã chi tiêu, tôi tiếp cận được 21.000. Vậy thì giá của một CPM là gì? CPM là cost per mile, tức là giá của 1.000 tiếp cận. Cost là chi phí, per là trên, và mile là 1.000 tiếp cận. Thế bây giờ mình nhìn thấy này, mình cứ làm tròn chỗ này là 2 triệu đi. Thì mình thu được khoảng 20.000 tiếp cận. Suy ra 1 triệu là mình thu được 10.000 tiếp cận, hiểu ý mình không ạ? Vậy thì giá của một CPM là 1.000 tiếp cận, thì 10.000 CPM tức là 10 à 10.000 tiếp cận tức là 10 CPM. Vậy thì giá của một CPM nó sẽ rơi vào là chính xác là bao nhiêu tiền ạ? 170.000 một CPM. Xấp xỉ 180.000 một CPM, khá là đắt. Khá đắt. Đấy nhá, dù bạn thu được bao nhiêu tin nhắn ở đây, bạn rất may là bạn thu được rất may là bạn thu được 96 tin nhắn. 96 tin nhắn các bạn nhìn thấy không ạ? Ồ, tôi chưa dùng cái này quen. Rồi. Bạn thu được 96 tin nhắn. Thì dù bạn không thu được tin nhắn nào thì cái số tiền bạn chi đấy, cái số tiền bạn chi ở đây là 1.700.000, thì bạn tiếp cận được khoảng 21.000. Giống như là bạn đi phát tờ rơi, nó không thay đổi. Thế thì bây giờ giá thầu rẻ nó nằm ở chỗ là bạn thu được nhiều tin nhắn hơn. Và bạn ở đây bạn đã nhìn thấy nó báo này, nó báo là bao nhiêu, không thấy, tỷ lệ nhấp là 0,35%. Đây, đây là cái giá của nó đây. Mọi người thấy giá của nó lúc cao nhất là ngày 24, nó rơi vào khoảng
chỗ này khoảng 42.000 Việt Nam đồng một tin. Đây là mức cao nhất, mức đỉnh đây. Tại sao giá nó lại đắt rẻ? Tại sao giá lại đắt rẻ? Là bởi vì ví dụ ngày hôm qua bạn chạy nó nhiều tin, nhưng hôm nay bạn lại chạy nó lại không có tin. Đây, cái chỗ này là đỉnh của nó đây. Đấy. Đỉnh này là nó rơi vào khoảng 42.000 một tin. Và chung lúc thấp nhất của nó đây. Đấy, nó chạy tốt đúng không? Ngày 26 nó chạy tốt thì nó xuống chỗ này còn có 8.000 một tin. Thế thì bây giờ lấy tổng tiền là 1 triệu 8 chia cho 96, cứ làm tròn 100 đi. 1 triệu 8 mà 1 triệu 8 mà mình thu được 100 tin nhắn thì bao nhiêu tiền một tin nhắn bình quân ạ? À? Bao nhiêu? 18 canh. 18.000 đúng không ạ? Thế thì bây giờ bán quần áo mà chạy 18.000 một tin thì theo mọi người là nó là được hay không được? Mình không dám nói đắt hay rẻ. Mình nói là được hay không được? Ừ? Được hả? Được, ok. Nói chung là Còn là nói xem chung tỷ lệ là chốt nữa. tỷ lệ chốt của cái shop này nó khoảng 4 tin, 3 đến 4 tin một đơn. Nói chung là ổn thì nó chỉ rơi vào, cứ cho 5 tin thì nó mới 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 rơi vào có 100 ngàn. Thời trang thì có thể lời được 100 ngàn. Thoải mái luôn. Dạ. Nhập một cái áo thun 100 bán 300. Thoải mái làm được. Lợi nhuận gộp thì nó khoảng 200 300 ngàn một món tùy. Còn tỷ suất lợi nhuận thì nó có thể nó thường người ta sẽ x3. X3 là nhập một bán ba, nó gọi x3 thì tỷ suất lợi nhuận nó có thể dao động từ 50 đến 70% tùy cái việc người ta định giá. Và hoàn toàn có thể bán được, mà chưa kể đến là người ta không chỉ mua một món và chưa kể đến là người ta có thể mua tái mua. Nên là cứ hòa là ok. Và cái ảnh này cũng khá là mới. Cái slide này tôi cũng mới làm đợt vừa rồi thôi. Vừa mới chạy, có rất nhiều người vẫn đang chạy hiệu quả và mình chạy không hiệu quả là việc của mình thôi, còn thực tế là rất nhiều người vẫn đang chạy hiệu quả. Vậy thì khi mọi người thu được nhiều tin nhắn hơn, chẳng hạn 200 tin nhắn thì lúc này nó còn có 9.000, còn số người tiếp cận nó cũng chỉ thay đổi một chút thôi, hiểu ý không ạ? Cho nên ấy, bài toán lúc này nó lại trở về với cái bài toán nguyên thủy là gì? Muốn có giá thầu rẻ thì phải trả lời cho câu hỏi là làm sao có nhiều tương tác. Vậy bài toán của làm quảng cáo hiệu quả chính là bài toán làm sao có nhiều tương tác, và cao hơn nữa là làm sao để có nhiều tương tác chất lượng. Chất lượng ở đây là gì? Là tin nhắn, là bình luận, là để lại số điện thoại. Thế còn sau đấy có chốt được hay không thì đôi khi nó không phải là do quảng cáo, nó do kỹ năng chốt, do thời gian chốt, do giá cả, do nhân viên, nó có thể do quảng cáo. Đấy là mình nhắm chọn đối tượng không chuẩn, nhưng cái đấy không không phải là nhiều. Đấy, xong đó mình đấy là phần hiệu quả nhá. Cái phần hiệu quả mình xem là tab này. Thế còn tab này là tab nhân khẩu, tab này để cho biết rằng là à, cái chiến dịch vừa rồi mình chạy đây là sản phẩm nữ, cho nên là nam nó bằng không. Đây là mình chạy thời trang nữ này, nữ nó 100%. Nhóm tuổi từ 25 đến 34, à, phân phối nhiều nhất nó rơi vào 55% nhiều nhất. Đấy, sau đó đến nhóm 35 đến 44. Rồi. Vậy thì hai nhóm này nó chiếm tới khoảng 80% truy cập. Có hiểu vấn đề không ạ? Và sau đó mình phải ứng với cái đơn hàng của mình thu về. Ví dụ ngày về 100 đơn mình phải xem là cho nhân viên ngồi soi, có một bạn ngồi phân tích mà, đây là đang nói về phân tích, phải ngồi soi xem là cái hồ sơ mà khách mua là khách trẻ hay khách già. Ví dụ nhá, ví dụ thôi, đây là trường hợp này là ví dụ, nó có thể là không thật. Nhưng tôi đang nói ví dụ là chẳng hạn 80% khách truy cập là nhóm từ 25 đến 44 tuổi. Nhưng mà khách chủ yếu mua lại là 50 tuổi. Đấy là tôi đang nói ví dụ có một tình huống như thế nó xảy ra. Thì lúc này mình phải làm gì ạ? Lúc này nhà quảng cáo phải làm gì? Giảm tiền Ồ. 25 đến 44.
Chính xác, đặt đặt ngân sách vào tệp kia. Đúng không? Đấy chính là lý do tại sao mình phải ngồi mình phân tích khách hàng là vì vậy. Tiếp tục này. Đây, vị trí quảng cáo thì cái này nó báo cáo là số người tiếp cận được là 20 mấy ngàn, nhưng mà kết quả thực tế là được đây số người tiếp cận được có khoảng độ chỗ này được khoảng 22.000 đi, 21.000 mấy đấy, nhưng mà thực tế lại được hơn, nó lên đến 27.000. Vì sao? Nó có một cái phần này, đấy là phần tiếp cận tự nhiên. Đấy, tự cái thằng fanpage nó có, nó không phải trả phí, do lượt like lượt viết của cô Thủy chạy đấy, do khách người ta tự mò vào, người ta nhớ quá, người ta kiểu như là có những khách 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng rồi người ta chưa mua hàng, xong người ta tự quay lại, người ta tự mò. Hoặc là cô Thủy mua hàng xong thích quá tác bạn vào mua ở đấy, thì mình lời được cái chỗ này, mình lời được đâu đó khoảng 5.000 tiếp cận, thì đấy là cái phần mình lời, và đổi ra tiền thì nó cũng đáng được mấy trăm ngàn đấy, không phải ít đâu. Và đây chỉ có Facebook không chạy, không, gần như Messenger hiển thị rất là ít. Audience Network và Instagram là không có. Là vì sao? Là vì là họ không chạy, họ tắt hết đi. Họ chỉ chạy Facebook thế thôi. Và đơn hàng rất là tốt. Và cũng hoàn toàn trùng với cái phân tích của tôi là nên chạy vào Facebook. Đó. Đây, ví dụ như là họ chạy cái chiến dịch này là cái bạn thời trang đó, bạn nhìn thấy đấy ạ. Chạy rất nhiều chiến dịch, chạy rất nhiều chiến dịch. Đấy, nó có Facebook, nó cũng có phân tích điểm phù hợp của nội dung, tần suất. Tần suất là gì? Tần suất là lặp. Tần suất 1,05 nghĩa là gì? Là 100 người sẽ nhìn thấy 105 lần. Tần suất lặp thấp thì mình sẽ luôn tìm được khách mới. Tần tần suất lặp cao thì quảng cáo sẽ đẩy đến một người nhiều lần. CPC là giá một click, CTR là 12%, có nghĩa là gì? Có nghĩa là cứ 100 người tiếp cận thì có 12 người sẽ nhìn thấy quảng cáo. CPM là 45.000, rất là rẻ. Vừa nãy mình tính có một cái chiến dịch mình nhìn CPM nó lên tới 100 mấy chục ngàn, thì nó đắt gấp 3 lần rồi. Số bình luận thu được 17, số tin nhắn thu được 15, cộng hai thằng này vào đấy, thì chia ra ví dụ cái chiến dịch này chạy hết độ 500.000. 500.000 mà chia cho hai thằng này tính ra nó khoảng độ 30 lần rồi, thì tính ra mỗi thằng nó chỉ có mười mấy, chưa đến 20.000 một tương tác chất. Đấy, và nó chia bình quân cho mình đây 7.000 trên một tin nhắn, 10.000 trên một tin nhắn. Cái giá này thì bây giờ chỉ có chạy được thời trang thôi, đồ chơi, đồ trước, những thứ rất là hot. Còn nếu mà chạy xe Piaggio mà 10.000 một tin nhắn thì chuẩn bị mai lại mua siêu xe. Bán bất động sản mà 10.000 một tin nhắn thì mai lại chuẩn bị mua siêu xe. Phần bình luận với cả quan hệ này của em nó chỉ tính một thôi thầy ạ, nói chung nó không tính gộp cả hai. Không phải đâu, mình vào cái cột tùy chỉnh như này. Mình vào cái cột tùy chỉnh này, mình muốn lấy dữ liệu gì mình vào đây mình bóc nó ra. Cái cột tùy chỉnh này này, trong này nó cho mình lấy dữ liệu. Cái này là dữ liệu mình lấy. Không, nhưng mà có nghĩa là ví dụ là em được 17 bình luận đấy, thì có nghĩa là 15 cái quan hệ mới kết nối qua tin nhắn này thì nó là bên trong của cái 17 bình luận đấy, chứ nó không không phải là À, ok. 15 kết quả khác. Thì mình muốn lấy dữ liệu đâu thì mình xem cái cột hiệu quả và cái chia nhỏ dữ liệu ra ở đây là được. Để phân tích nhá, phải phải phân tích được thì mình mới chạy. Bóc hết ở đây ra, nó cho này, trong này nó cho mình xem hết. Đây những cái chiến dịch đó. Nhiều tiền Phải chép lại phải đọc nguyên theo tử. có nhiều tắt cái nào mình nên mở cái nào thầy, cái nào tăng cái nào giảm cái nào nên tắt á.